Phương pháp niệm Phật thì nên dùng cách của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là vị tổ sư gần nhất của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Những gì Ngài dạy đương nhiên thích hợp nhất đối với căn tánh của người hiện tại. Ngài niệm Phật không cần chuỗi. Niệm Phật quan trọng nhất. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói, đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Công phu này rất đắc lực. Hiện nay khó khăn nhất của chúng ta là không cách nào nhiếp tâm được, do vọng niệm quá nhiều. Không thu nhiếp được. Niệm như vậy thì công phu không đắc lực. Ấn Quang Đại Sư đã dạy chúng ta phương pháp nhiếp tâm. Phật hiệu sanh khởi từ tâm, niệm ra từ miệng, niệm một cách rõ ràng, không nên niệm nhanh mà niệm từng chữ từng chữ. Niệm sáu chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm bốn chữ: A Di Đà Phật. Niệm chậm một chút, niệm một cách rõ ràng, mỗi chữ đều rõ ràng. Tai nghe, nghe mình niệm Phật hiệu, nghe một cách rõ ràng. Còn một điều nữa là nhớ một cách rõ ràng, là tôi niệm câu Phật hiệu này là câu thứ mấy. Nhớ không cần dùng chữ số, chỉ dùng tâm để nhớ. Nhớ một cách rõ ràng, chỉ nhớ từ câu thứ nhất đến câu thứ 10, đến câu thứ 10 lại từ câu 1 đến câu 10. Niệm bao nhiêu không cần để ý, chỉ biết 10 câu như vậy. Câu Phật hiệu này của tôi là câu thứ mấy trong 10 câu? Quý vị thử nghĩ xem, rất nhiếp tâm. Vì sao vậy? Chỉ cần vọng niệm khởi lên là sai. Sai thì không tính, phải niệm lại từ đầu. Thông thường người ta niệm khoảng một tuần lễ sẽ không sai nữa. Vọng niệm không xen vào được. Nếu người vọng niệm quá nhiều, Ấn Quang Đại Sư dạy đem 10 câu này chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất từ 1 đến 5, đoạn thứ hai không thể từ 1 đến 5 nữa. Nếu từ 1 đến 5 như vậy không gọi là 10 niệm mà là 5 niệm. Đoạn thứ hai là từ 6 đến 10. Thật rõ ràng. Thực tế nói, tâm định thì chuyên niệm không khó khăn. Nếu 5 câu cũng niệm không được, cũng có tạp niệm, thì quý vị nên dùng 3-4. Nhớ bằng cách này: câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư, câu thứ năm, câu thứ sáu, câu thứ bảy, câu thứ tám, câu thứ chín, thứ 10. Dùng phương pháp này, dần dần khi đã thuần thục, có thể từ 1 đến 10 đều rõ ràng. Không nên nhớ nhiều, không nên nhớ đến 20, 30, như vậy sẽ rất khó. Chỉ cần nhớ từ 1 đến 10, có thời gian là niệm. Niệm ra tiếng cũng được, niệm nhỏ, niệm to đều được, không ra tiếng cũng được. Khi người đông không phương tiện, tôi chỉ mặc niệm trong lòng. Khi mặc niệm trong lòng thì cũng giống nhau. Niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng, ba điều phải rõ ràng.
Như vậy và cứ thế mà niệm.